không phải mùa sầu riêng, cũng không phải mùa bơ, hồng trao giáo cũng không. Đây là một mùa mà mình đợi hơn một năm rồi ấy, để muốn khoe với tất cả mọi người. Mùa hoa tuyết phủ trắng núi rừng Tây Nguyên, mùa hoa cà phê. Đây là hình ảnh mà bạn sẽ bắt gặp ngay trên khắp các con đường, sườn đồi, khe núi Tây Nguyên thời điểm này á. Một hình ảnh tuyệt vời của thủ phủ cà phê lớn nhất cả nước. Tây Nguyên thì có đúng hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Thời điểm mùa khô nắng gắt này, chỉ cần một cơn mưa, một đợt nước là cây cà phê sẽ bung ra cái khoảnh khắc đẹp nhất, căng tràn sức sống của mùa xuân. Vì sao gọi hoa tuyết? Vì thực sự là không khác gì những bông tuyết nó trĩu nặng trên cành. Không rực rỡ, không kêu xa, hoa cà phê sẽ nở thành từng chùm, màu trắng tinh khô đơn giản vậy mà làm siêu lòng nhiều người lắm á. Lộng lẫy trên này, tuyệt vời luôn. Ngày nhỏ tụi mình nghịch lắm, toàn bứt hoa cà phê để hút mật thôi. Giờ lớn rồi mới hiểu là đằng sau cái đẹp ngọt ngào, mật thơm của hoa cà phê là biết bao mồ hôi, công sức của nông dân. Phải canh từng ngày, từng đêm để tới kịp thời vụ thì qua năm mới năng suất được. Không chỉ say về cảnh đẹp mà còn say về hương hoa nữa. Tin mình, một lần bạn thử hít hà hương cà phê ngọt ngào, thanh tao là sẽ nhớ mãi không quên, đậm sâu hơn cả hương cà phê nữa. Để tìm một ly cà phê ngon, không khó để bạn có thể mua và trải nghiệm. Nhưng được đắm chìm trong không gian cà phê ngọt ngào này á thì không dễ đúng không? Mời cả nhà nha! Ngon! Thích quá!